Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách muối dọc mùng đơn giản nhé, tại nhà nhé. Mà cái dọc mùng này là muối theo cái kiểu của Nghệ An nhé, nó là một đặc sản của Nghệ An ạ. Thời gian chuẩn bị vào muối thì trừ cái thời gian chúng ta phơi héo đi, dọc mùng đi, thì là khoảng 1 tiếng thôi ạ. Nó rất là nhanh và đơn giản, và chúng ta có được một cái hũ dọc mùng muối để dùng dần. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị là các bạn chuẩn bị cho mình 1 kg dọc mùng nhé, hoặc là nhiều hơn tùy theo gia đình chúng ta ăn nhiều hay ít. Thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn bị là nước vo gạo, và thứ ba là đường, muối hạt nhỏ và đấy là cách muối cực kỳ đơn giản nhé. Và một cái lọ, một cái chai sành sứ thủy tinh để chúng ta muối nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành để đi làm dọc mùng này. Trước khi đi làm dọc mùng này thì mình sẽ nói qua dọc mùng là nó là một món ăn truyền thống dân dã của người dân Nghệ An. Hầu như các gia đình nơi đây đều trồng trọt cái cây dọc mùng này, một vài khóm ở ngoài vườn hoặc ngoài ruộng. Và cái dưa mọc dọc mùng muối chua này để hết độc và nó không bị ngứa thì mình sẽ tiến hành làm như mình sau đây, là mình sẽ phải đi ngâm với nước muối loãng 30 phút. Và khi mà muối xong thì mình có thể ăn được rất là nhiều món từ cái dọc mùng muối này. Nó là khi chúng ta có thể trộn với lá chanh và giá đỗ, và có thể là dùng cái dưa dọc mùng nấu muối chua này để nấu canh cá, nấu ngao và lộn dưa mùng. Chúng ta có thể làm được rất là nhiều món. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sơ chế sạch bằng cách là rửa sạch cái dọc mùng này đi. Và trước khi rửa thì chúng ta sẽ đã đi phơi héo rồi khoảng 30 phút ngoài trời rồi, để cho nó héo bớt dọc mùng đi. Và sau đó mình đã rửa sạch và mình sẽ thái thành các khúc và cho vào một cái âu nước bên cạnh mình đã chuẩn bị và có muối ở trong đó. Cho dọc mùng vào đây để ngâm 30 phút để mục đích là làm cho nó hết ngứa và khi ăn nó sẽ không bị độc nữa. Đấy. Đây mình cắt khúc như này khoảng 2 đến 3 cm. Đấy, và bỏ hết những cái bẩn đi, còn sót lại đi, rồi sau chúng ta lại thái mà chúng ta cho vào ngâm và hòa tan lại muối đi cho nó tan hoàn toàn. 30 phút sau thì mình sẽ tiến hành mình làm dưa dọc mùng nhé. Và nhớ là khi phơi dọc mùng ấy, trước khi muối như này ấy, thì các bạn phải phơi ở ở cái nơi râm mát, đừng phơi ánh nắng trực tiếp nhé, và phơi cho nó héo nhé, chứ không phơi khô quá, chỉ héo thôi, phơi khoảng 30 phút cho nó héo thôi, khoảng 1 tiếng thôi. Chứ phơi mà để cho nó khô quá thì dọc mùng của chúng ta nó sẽ không còn ngon nữa nhé. Dọc mùng sau khi cắt xong như này ấy, thì chúng ta sẽ có khoảng 1 cân dọc mùng, và sau đó chúng ta sẽ để cái dọc mùng này ngâm 30 phút. Ngâm xong thì chúng ta sẽ rửa lại 2 đến 3 lần với nước nã để ráo nước và sẽ cho ra một cái chậu khác. Rồi chúng ta đeo bao tay lại và chúng ta bóp với muối. Và trước khi đến cái bước đó thì mình sẽ chuẩn bị nước vo gạo. Các bạn chuẩn bị 2 lít nước vo gạo với 1,5 thìa muối và 1 thìa đường, cho lên đun lên để chúng ta lấy cái nước để muối dọc mùng. Và khi đun ấy, thì các bạn canh lửa để nó không bị trào và chúng ta hớt hết những cái bọt đi để cho cái nước muối của chúng ta nó ngon hơn ấy. Và khi mà nó sôi rồi thì chúng ta để cho nó nguội hoàn toàn. Lúc đấy chúng ta mới mang đi chúng ta muối dọc mùng nhé. Có cái nước vo gạo ấy, thì chúng ta dùng cái nước vo gạo này ấy, thì khi muối dọc mùng của chúng ta chua tự nhiên và ăn nó rất là giòn và ngon nhé các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là ở đây ấy, mình chỉ chuẩn bị dùng có đúng 2 nguyên liệu là muối và đường, 1,5 thìa muối ấy, và thìa canh ấy, và với 1 thìa canh đường. Đấy, khi nó sôi lên các bạn nhìn thấy những cái bọt lăm tăm này, chúng ta sẽ hớt đi nhé, cho nước nó ngon hơn và để khi muối nó không bị váng ấy, nó ngon hơn rất là nhiều ấy.
Và khi sôi rồi thì chúng ta cho nhỏ nửa bớt và để cho nó sôi một lúc để cho cái nước này nó sạch vi khuẩn đi và nó khi muối thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, còn hạc mùng thì đến cái bước hạc mùng bây giờ mình đã xong này. Khi chúng ta ngâm được 30 phút xong thì chúng ta phải đi bao tay nhé để chúng ta rửa lại nhé. Rồi sau chúng ta lại cần vò và sóc muối thì chúng ta phải bóp để cho nó hết cái nước ở bên trong đi. Thế nên các bạn phải dùng bao tay, không là lúc này nhựa trong hạc mùng nó vẫn còn. Nếu chúng ta không dùng được bao tay thì khi mà chúng ta bóp thì rửa thì nó sẽ rất là ngứa tay ấy, nó sẽ làm tay của chúng ta mẩn ngứa khó chịu lắm ạ. Sơ chế dọc mùng là nó rất là quan trọng. Vì là dọc mùng muối chua nên mình không bỏ cái vỏ nhé để ăn nó giòn hơn ấy. Còn nếu mà nấu canh thì mình sẽ phải bỏ cái vỏ đi, tước cái vỏ đi và cũng bóp muối nhưng mình không cần phải muối nữa. Bóp muối để cho nó quất đi, sau rửa sạch lại rồi lại bóp lại, đấy là nấu canh. Còn đây là muối thì mình làm như thế này để chúng ta phân biệt được là ăn tươi và ăn muối. Đây, khi mà xóc muối xong như này nhá, thì chúng ta sẽ dùng tay, chúng ta hai tay chúng ta bóp chặt vào cái dòng mùng này để cái dòng mùng của chúng ta khi mà muối nó không còn nước nữa và nó cũng không bị ngứa và ăn nó cũng sẽ rất là ngon luôn, lại giòn đấy. Các bạn hãy thử làm giống mình nhé, để mình có một cái món đặc sản của các vùng miền ấy, để chúng ta thử không cần phải đi đâu xa, chúng ta ở nhà chúng ta có thể ăn được các đặc sản của các vùng miền. Vì cái mùa này là cái mùa mưa ở miền Bắc mình, dọc mùng rất là nhiều, nó lên nó rất là nhiều, nên mỗi khi mà mình thu hoạch ấy mình được rất là nhiều. Đây là một phần đấy, để mình muối đấy, còn phần còn lại phần tươi ấy, mình lại làm để mình nấu canh ấy. Mình thường mình nấu canh với chua với đầu cá ăn cực kỳ ngon luôn ạ. À, và một cái lưu ý là ở trong miền Nam ấy, các bạn gọi cây này là không phải là cây dọc mùng đâu ạ, gọi là cây bạt hà đấy ạ. Và trong miền Nam mọi người sử dụng cái cây này rất là nhiều trong các món ăn, ăn lẩu này, ăn canh cá này, đấy, các loại canh mọi người cho rất là nhiều luôn. Đấy, xong rồi đấy, khi mà nó quắt này và bóp hết nước đi rồi, nó kiệt đi vậy rồi thì mình sẽ cho vào một cái hũ. Đây là mình dùng cái hũ sành sứ để mình muối, hay muối dưa ấy, thì mình muối luôn đây hũ này. Còn không có thì các bạn có thể dùng hũ thủy tinh, và nếu không phải hũ thủy tinh cũng không có thì chúng ta cũng có thể dùng hũ nhựa nhé. Nhưng mà không được dùng những cái loại hũ bằng kim loại, vì khi muối này nó phản ứng với kim loại nó sẽ ra những cái chất nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thế nên chúng ta chỉ dùng tốt nhất là sành sứ thủy tinh, còn nếu không có những cái hũ đấy thì chúng ta muốn dùng đến hũ nhựa nhé, vì nhựa không phải nhựa nào nó an toàn với sức khỏe. Đây, đến khi mà cho vào xong rồi như này rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình cho nước ngập này nhé các bạn nhé. Đấy. Sau đó mình sẽ lấy một cái đĩa mình chèn để cho cái dọc mùng này nó ngập hoàn toàn trong nước. Đấy. Còn cái cặn ở cái chỗ nước vo gạo đấy thì chúng ta bỏ đi nhé, vì những cái loại nước này khiến khi mà pha với muối thì kiểu gì nó cũng sẽ có một chút cặn của là do cái muối của chúng ta ấy, nó có cái cặn đấy. Đây, mình sẽ cho ngập như vậy. Thì yên tâm là khi dọc mùng muối thì nó sẽ không bị váng như các bạn nhé, và cái dọc mùng này nó hoàn toàn ngâm trong nước này thì nó sẽ không lo những cái vi khuẩn nó xâm nhập ở phía trên của dọc mùng. Đấy, các bạn đặt như này cho mình và các bạn đợi cho mình từ 3 đến 4 ngày, khi dọc mùng chua là chúng ta có thể bỏ ra và nấu các món ăn khác hoặc là ăn trực tiếp nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dừng clip này ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.